Trong nhịp sống thị thành hối hả, rất nhiều người phụ nữ hiện đại với công việc bận rộn ngoài xã hội, nhưng cũng kén khéo chuyện nhà cửa bếp núc. Họ chuẩn bị bữa ăn cho gia đình nhanh gọn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng, nóng sốt. Làm bếp với họ không chỉ là công việc nhà, mà còn là thú vui, sự thư giãn, là cách bày tỏ yêu thương gia đình. Quý vị thân mến, quả thật việc làm bếp bây giờ đã trở nên dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều cho các chị em phụ nữ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách mời là người có niềm đam mê với nấu ăn và chị luôn tìm tòi ứng dụng những thiết bị nhà bếp thông minh để phục vụ cho sở thích của mình. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị về kinh nghiệm sử dụng những thiết bị nhà bếp thông minh trên thị trường hiện nay. Giới thiệu đến quý vị đầu bếp Hiền Minh. Xin chào chị ạ. Chào Thanh Phương, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ, chị Hiền Minh thân mến, đầu tiên sẽ là một chia sẻ nhỏ của chị nhé. Khi mà chị ứng dụng những cái thiết bị nhà bếp thông minh trong việc nấu nướng thì chị thấy là nó hỗ trợ cho mình như thế nào ạ? Khi mình sử dụng những cái đồ dùng nhà bếp, nếu như mình biết tận dụng hết thì mình sẽ thấy được là mình sử dụng được rất là nhiều cái công dụng ở trong đó. Dạ. Mình sẽ có được những cái món ăn của mình được đẹp mắt hơn, thời gian mình nấu nó cũng sẽ ngắn hơn nhiều. Mình như vậy thì mình sẽ có thời gian mình được chăm sóc cho bản thân mình cũng như dạ. là đi ra bên ngoài được nhiều hơn. Chị có thể chia sẻ cụ thể những bộ đồ nghề nhà bếp thông minh nào mà mình không thể thiếu được trong gian bếp hiện đại bây giờ? Những cái đồ dùng mà hiện nay trong mỗi gia đình đều cần phải có, mà chị thấy rằng là nó cũng rất là đơn giản. Ví dụ như là cái lò nướng, cái lò vi sóng nè, những cái muỗng để đo nhiệt độ, rồi những cái hộp để đựng thức ăn, rồi những cái sẩn hấp. Thì những cái đó mình sẽ làm được rất là nhiều món ăn từ những cái nguyên dụng cụ của nhà mình. Và những món đồ mà chị vừa kể nó thông minh ở chỗ nào và nó tiện hơn so với lại trước đây ra sao ạ? Khi ngày xưa thì mình nấu ăn á thì mình chỉ có là quan sát bằng mắt không thôi. Dạ. Mình và hoặc là bằng cái kinh nghiệm. Nhưng mà ngày nay em sử dụng khi em nấu ăn, em có một cái muỗng để mà đo nhiệt độ mà mình vừa để khuấy vừa nấu, thì em sẽ kiểm tra được là cái nhiệt độ mình đang nấu là bao nhiêu để mình sử dụng cái món ăn của mình. Thứ nhất là về cái dinh dưỡng nó được tốt hơn và màu sắc nó cũng giữ được đẹp hơn. Trước giờ thì ai cũng nghĩ là lò nướng chỉ để nướng bánh thôi, nhưng mà mình sẽ làm được rất nhiều món ăn từ trong cái lò nướng của mình. Thì chị còn hay sử dụng là để rang đậu phộng ở trong lò nướng. Mà một cái ưu điểm mà chị thích nhất khi sử dụng lò nướng để rang đậu phộng hay là rang các loại đậu nào đó là cái màu của nó sẽ đều, không có bị chỗ vàng đậm hay là vàng lợt giống như mình sử dụng bằng chảo. Mà mình để nhiệt độ bao nhiêu thì mình sẽ rang đậu phộng nó sẽ ngon à? Thời gian thì khoảng chừng cỡ khoảng 7 cho đến 10 phút và nhiệt độ thì chừng 150 độ C thôi em. Hay quá, cái này là vừa mới về học mới được. Còn đối với lò vi sóng thì mình có thể nấu canh nè, kho thịt, kho cá, hấp rau. Thậm chí cả làm bánh trong lò vi sóng luôn. Những cái hộp để thức ăn. Em thấy khi đi chợ mua hiện nay thì có những cái hộp là nó có những cái ngày ghi chú. Mình có thể chỉnh cái ngày để mình biết được là cái thời gian mình để đồ ăn ở trong tủ của mình là bao lâu. Và mình biết mình sẽ sử dụng cho nó được tốt hơn. Rồi nó có những cái hộp để đồ ăn khi mình để vào trong ngăn đông nó sẽ không có bị đông đồ ăn của mình lại quá cứng nữa. Mỗi lần mà sắc tỏi hành á là thường hay bị cay mắt lắm. Và bây giờ thì mình có cái dụng cụ nào để hỗ trợ được việc này không ạ? Có chứ em, mình sử dụng những cái máy nhỏ nhỏ hiện nay người ta bán rất là nhiều. Mình để xay hành, xay tỏi, xay gừng, thậm chí là mình có thể là mình xay luôn cả cái phần mè để mình cần cái độ mịn để mình trộn. Có những cái dao để mình có thể chẻ rau ra thành những cái cọng nhỏ, thay vì hồi trước giờ em cứ phải dùng cái dao lớn để em chẻ đúng không, thì em vuốt một cái là nó ra nhiều cái cọng nhỏ cho mình. Rồi những cái dao nhỏ mình để tỉa những cái hoa. Hoặc là mình múc những trái cây thành những cái viên như, giống như là những cái viên bi cũng rất là đẹp. Để mua được những sản phẩm bếp thông minh hiện nay không khó. Chị em có thể đến các siêu thị điện máy, hàng gia dụng, chúng có ở chợ, trên mạng và cả trên các kênh truyền hình có chuyên mục Home Shopping. Tuy nhiên vẫn còn nhiều chị em có tâm lý là sợ mua hàng không chất lượng về xài một hai lần lại hỏng thì phí. Chuyên gia sẽ cho bạn những kinh nghiệm thiết thực nào? Khi mà mình mua những cái sản phẩm này về thì cái điều mà các chị em nội trợ quan tâm đó là làm sao để sử dụng nó được hiệu quả và lâu bền. Theo như chị thì khi mình mua bất kỳ một cái sản phẩm nào thì mình phải coi thứ nhất là những cái công dụng của cái lò của mình và cái chức năng mình sử dụng như thế nào. Và mình phải xem những cái hướng dẫn của nhà sử dụng, hướng dẫn cho mình được xài những cái gì và những cái gì mình không được phép sử dụng. Ví dụ như cái tủ lạnh thì nhiệt độ nào là nhiệt độ để mình trữ đồ ăn của mình tốt nhất.
Và những cái ngăn nào khi mình để trong tủ lạnh thì mình phải chia ra, ngăn nào mình để đồ sống và ngăn nào mình để đồ chín, cũng như những cái ngăn nào mình để rau. Tại vì mỗi cái tủ này nó sẽ có một cái, mỗi ngăn nó sẽ có một cái nhiệt độ nó lạnh chia ra, nó không có phải là lúc nào nó cũng đều hết. Cũng như là lò vi sóng mà lúc nãy chị nói là có thể luộc rau, thì em cũng phải biết là mình sẽ phải để rau ở trong cái nào để mình có thể làm cho rau của mình được đẹp và ngon, và thời gian bao lâu để rau mình không quá chín. Nói chung lại thì khi mình sử dụng bất kỳ một cái dụng cụ nào trong bếp thì mình nhớ là mình phải xem kỹ cái hướng dẫn sử dụng, mình cũng phải bảo trì nó nữa đó em. Khi mà mình sử dụng thì mình phải biết là mình phải vệ sinh nó như thế nào, cũng như là làm sao cho nó được tốt hơn và là bền hơn cho những cái dụng cụ của mình. Khi mình mua những cái máy móc về thì mình phải lưu ý đó là cất những cái giấy bảo hành của cái nơi mình mua, cũng như là cái giấy hóa đơn những cái nơi mình mua nguyên cái dụng cụ của mình về. Vì nếu như lỡ nó có những cái trường hợp gì bị trục trặc thì những cái giấy đó mình sẽ có thể mình được bảo hành tốt hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm gian bếp của chị Hiền Minh để xem cách chị trổ tài nấu nướng và ứng dụng những thiết bị nhà bếp thông minh này như thế nào nhé. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị đã làm một bữa ăn đầy đủ có cả canh, cả rau, cũng như là phần mặn của mình ngày hôm nay đó là cánh gà. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ cho nó vào trong cái lò nướng của mình. Khi mình sử dụng những cái lò nướng của mình thì mình cũng phải nắm kỹ một điều là cái nhiệt độ để mình nướng như thế nào để cho những cái nguyên liệu của mình nó được chín và ngon. Nếu mình sử dụng cái nhiệt mà nó thấp quá thì cái phần thịt của mình nó sẽ khô và phần thịt của mình nó sẽ không ngon nữa. Mình sử dụng những cái dụng cụ hấp như vậy và mình xếp rau củ của mình xuống. Thì những cái rau củ nào mà nếu mà nó lâu chín hơn thì mình sẽ cho nó xuống dưới. Chỉ cần như vậy thôi, mình đưa vào trong lò vi sóng của mình. Thì khi đó mình chỉ cần bấm từ 5 đến 7 phút là phần rau củ của mình đã chín hết rồi. Sau khi mình ướp xong tất cả những cái phần nguyên liệu của mình như vậy thì mình sẽ cho vào trong một cái tô. Thì mình sử dụng cái phần bao ni lông chuyên dùng sử dụng trong nhà bếp, bọc kín nó lại và mình sẽ cho vào trong lò vi sóng của mình. Rồi mình bấm khoảng chừng từ 1 phút đến 2 phút là tối đa cho cái phần thịt của mình nó được chín. Tô canh của mình nó cũng đã sôi rồi. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ cho rau vào luôn. Mình sẽ bỏ cái phần rau của mình vô đây. Nếu như những cái rau nào mình có thể trụng tái ăn thì mình có thể để như vậy rồi mình ăn được rồi. Còn mình muốn nó chín kỹ hơn một chút thì mình chỉ cần bấm thời gian khoảng chừng cỡ 1 phút nữa thôi. Quý vị biết không, chỉ trong vòng 10 phút thôi, những dụng cụ nhà bếp của mình sẽ cho mình một bữa ăn đầy đủ tất cả chất dinh dưỡng, cũng như là món ăn của mình rất đa dạng. Tài nấu nướng của chị Hiền Minh thì khỏi phải nói là rất là tuyệt. Và món ăn vừa rồi cũng hấp dẫn vô cùng nữa. Nhất là Tân Phương thấy chị mà kết hợp với những cái thiết bị nhà bếp thông minh, thấy công việc nấu ăn nó trở nên dễ dàng hơn. Và trong quá trình mà mình sử dụng những cái thiết bị này thì mình cần phải bảo quản như thế nào cho hợp lý ? Khi em sử dụng thì những cái mà mình cần lưu ý đó là những cái hộp nhựa thì cái tuổi thọ của nó cũng không có được lâu. Thì mình thời hạn mình để từ 3 đến 6 tháng là mình nên thay đổi những cái sản phẩm đó. Còn đối với là khi mà mình sử dụng tới là trong lò vi sóng thì em sẽ thấy mình sẽ phải sử dụng những cái tô hoặc là những cái khay mình để vào trong cái lò thì mình phải coi là cái tô đó có được phép bỏ vào trong lò đó hay không. Chứ không phải là tất cả những cái tô, ví dụ như tô sứ, thì không phải tô sứ nào mình có thể bỏ vô được. Khi cái nhà sản xuất người ta làm thì người ta sẽ ghi cho mình rõ là mình có sử dụng được trong lò vi sóng. Và cái tô thủy tinh cũng vậy, Tâm Phương thấy là đúng nhiều rồi. Người để trong tủ lạnh xong mà cho vào lò vi sóng nó thay đổi nhiệt độ, nó rất dễ bị nứt ra. Rồi khi em đưa những cái nguyên liệu hoặc là những cái món ăn của mình từ ngăn đông lên thì em không nên bỏ ra ngoài hoặc là ngâm vào nước liền, mà em sẽ phải bỏ lên ngăn mát để cho nó sẽ nó phải cái nhiệt độ nó sẽ giảm từ từ ra, rồi lúc đó mình mới đưa được ra bên ngoài. Vậy nghĩa là ngày mai mình muốn sử dụng cái nguyên liệu đó thì tối nay mình phải lấy từ ngăn đông bỏ xuống ngăn mát rồi. Đúng rồi. Mình lấy ra sớm mà mình để ra bên ngoài luôn thì mình rất dễ bị nhiễm khuẩn vào những cái món ăn của mình.
những lưu ý rất là quan trọng trong quá trình nấu ăn của các chị em phụ nữ để tránh gặp phải những trường hợp như là bị nhiễm khuẩn nè, và làm sao để món ăn của mình vẫn tươi ngon, hấp dẫn mà đảm bảo an toàn. Rất cảm ơn những chia sẻ của chị Hiền Minh dành cho chương trình ngày hôm nay ạ. Rồi, chào em, chào quý vị khán giả.